Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 1 trang 56 sách giáo khoa tán 7 tầm 1. Đề bài đó là Hãy viết công thức tính ý A cạnh Y cm theo cạnh X cm của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm vuông. Thì ở đây các bạn nhớ lại cho cô công thức tính diện tích hình chữ nhật đó chính là bằng S bằng chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy ý A ta có diện tích là bằng 12 cm vuông và bằng chiều dài nhân chiều rộng. Có nghĩa là chúng ta sẽ có x nhân y bằng 12. Từ đây suy ra chúng ta cần viết cạnh y theo cạnh x. Như vậy y sẽ bằng 12 chia x. Ý B lượng gạo y kg trong mỗi bao theo x khi chia đều 500 kg vào x bao thì chúng ta có là 500 kg chia vào x bao thì mỗi bao sẽ có là 500 chia x từ đây thì lượng gạo mỗi bao người ta ký hiệu là y như vậy y sẽ bằng 500 chia x y c Vận tốc V km/h theo thời gian T giờ của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km thì chúng ta có là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta viết vận tốc theo T thì vận tốc sẽ bằng quãng đường chia thời gian. Như vậy chúng ta có V bằng quãng đường là 16 chia thời gian là T. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 1 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.